Xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình một lô gọi là sừng trâu luôn nha cô chú anh chị. Đó. Nè, cây là hàng lựa hàng tiễn không ha. Rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ ha. Đó, rồi, mình vô cây đầu tiên luôn. Rồi lô này có mã số là D, cây này mã số là D1. D1 nha cô chú anh chị. Đó. Này lô hàng tiễn chọn nha. Hàng chuẩn cây không đó cô chú anh chị ơi, về mình nuôi dễ lắm. Nó có chân cành một hết trơn rồi. Về mình nuôi chỉ cần nuôi bước 2 thôi. Cốt cành bước 1 tìm mới khó ha. Rồi thông số luôn. Cái này ở dưới là đế nó còn nha cô chú anh chị, đế hình ra em bị lấp cháu á, hình ra không có thấy ha. Còn em đo đây là 29 à. 29 hoành. Đó, hoành một cốt nó là 15 nha cô chú anh chị. Đó, bên đó 14 ha, xê xích nha. Cao 33. Đó, cái này cái giống như là cái thế là song long á cô chú anh chị. Mình chơi cái thế là song long tranh châu ha. Hai cái thằng nó co lắc giống nhau y gan luôn. Chi cành nó cũng giống nha. Rồi D1. D1 ha, cây này 900.000 cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây D2, một cây trực lắc quá đẹp luôn cô chú anh chị. Chuẩn cây, cây chuẩn, cây tai cành ok ha. Rồi. Thông số luôn, đế cây này là đều luôn. Đa số là đế như vậy nè cô chú anh chị. Đế như vậy có thể đẹp hơn ha, tại nó chôn ở dưới á. Đa số là đế là 12 giờ cho tới 24 giờ ha, đế đều. Hoành ở đây là 22. 22 hoành. Cao 36. Cao 22. Kính bầu 22 ha. Cây này dáng cực kỳ chuẩn cây bonsai luôn á cô chú anh chị. Rồi cây D2 em xin giao lưu là 800.000. Rồi mã số là D2. 800.000 bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Linh Sam Song Hinh ha. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo D3. Cũng là một cây trực lắc có phong có cành bay nha. Cái này là mình chơi trực quyền được nè. Cô chú anh chị. Cái gọng lắc quá đẹp luôn. Rồi thông số luôn. Cốt cành là ok hết trơn nha. Cốt cành đẹp cây lắm cô chú anh chị ơi. 19 hoành ha, đo tuốt ở trên nha cô chú anh chị. Đo ở dưới là hơn 20 á. Cao 30. Cao 30. Kính bầu 20. Kính bầu 20. Cây D3 em xin giao lưu là 700.000. D3, cây này 700.000, bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo cây mã số D4. Trời ơi, cây này quá trời luôn cô chú anh chị ơi. Sừng này sừng con gì luôn rồi. Quá trời nó lắc luôn kìa ha. Cốt cành cô chú anh chị mình xem ha. Cốt cành quá đẹp. Rồi thông số luôn. Hoành đó đây 32. 32 hoành. Hoành thân đây là 16. Hoành cái cốt rưỡi. Hoành cái cốt đó là 15 rưỡi nha cô chú anh chị. Ở đây là 16. 16 ha. Đo là đo bỏ một khúc ha, bỏ một khúc. Chiều cao là 25. Cao 25. Kính bầu 22. Kính bầu 22 ha. Rồi cây D4 xin giao lưu là 900.000. D4. Cây này 900.000 luôn cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị ha. Linh Sam Song Hinh ha. Linh Sam Song Hinh là cái lá lớn nè cô chú anh chị. Nó dễ nuôi ha, nó nhẹ nuôi lắm. Nó nhỏ nhỏ bự, nó nhỏ hơn ngón tay út mình tí xíu ha. Nè. Ở Linh Sam Song Hinh. Rồi, tiếp theo luôn. Rồi, tiếp theo. D5, một cây trực lắc cô chú anh chị ơi. Cây này chi cành cô chú anh chị mình xem ha. Nó hơi dư cái chi này nè cô chú anh chị, về mình có thể mình cắt bỏ ha. Đó. Cốt cành cô chú anh chị mình xem á, cốt cành nhất á, cốt cành đầu nè cô chú anh chị ha. Mình được cái bước 1 làm bonsai rồi. Mình kiếm được cốt cành vậy là cũng về mình nuôi cũng cực lắm ha. Tại vì người ta đã giật đây nè cô chú anh chị mình thấy ha.
người ta đã giật cấp cho cái cây của mình nó lụng lực đó. Đó rồi thông số luôn, ngày về làm bonsai dễ lắm cô chú anh chị ơi. 27 hoành, chiều cao 36, cao 36, kính bầu 22 ha. D2, ở D5, D5 nha cô chú anh chị, Linh Sam Song Hinh ha, 800.000 bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo, D6, một cây trực quyền nha cô chú anh chị. Đó, chi cành của chú anh chị mình xem ha. Cái chỗ này nè tùy cô chú anh chị mình ha, tại cái này em đang phân dân. Một là mình cắt khoảng này ha, hai là mình cắt đoạn này. Mình chia ba nhánh, đó tùy mình chia ra hai nhánh nè. Nó vừa cái form cây của mình ha. Cái này tùy cô chú anh chị mình về mình gọt cắt lại nha. Cái đó là em chờ cho cô chú anh chị mình á. Đó. Còn chi cành á nó đóng là ok nha. Rồi thông số luôn, cây quá đẹp cây luôn cô chú anh chị ơi. Hàng này kiếm hơi khó ha. 26 hoành, chiều cao là 40, cao 40, kính bầu 24. Rồi cây D6 xin giao lưu là 850.000. D6 ha, cây này 850.000 bao ship cho cô chú anh chị mình chơi ha. Rồi tiếp theo, rồi tiếp theo cây D7. Ủa, cây này quá trời, nhìn cái bệ đế nó lực quá trời luôn. Cây này đa số là có đế đẹp nha cô chú anh chị, đế từ 12 giờ tới 24 giờ ha. Tại vì vô bầu sư dừa thành ra lắp đế không có thấy đế ha. Cây là lắc 3D, chi cành đều đẹp. Rồi thông số luôn, này là hàng tuyển không đó cô chú anh chị ơi. Quần em đó này 35 hoành. Hoành thân cái nhánh này là 18. Đó, hoành thân không là 18 nha, một cốt á. Nhánh này là 15. Ờ 15 hoành, nhánh bên đó nha. Chiều cao 34. Cao 34. Kính bầu 21. Kính bầu là 21 nha cô chú anh chị. Rồi cây D7 em xin giao lưu là 850.000. D7 cây này 850 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. À, rồi tiếp theo, rồi tiếp theo ha, D8 cũng một cây hai sừng trực lắc luôn cô chú anh chị ơi. À, cây này là trực huyền ha, trực bay đó. Cái bệ đế quá trời luôn cô chú anh chị. À, tại nó còn nằm ở dưới á. Rồi thông số luôn, cây này quá trời lực. 28 hoành, nhìn cái củ hết hộng lực ha. Chiều cao là 38. Cao 38. Kính bầu là 25. Kính bầu 25. Cái D8 xin giao lưu là 850.000. D8 850.000 luôn cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. À, rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo D9. Đó. Cây này quá trời nhịn lực cây luôn cô chú anh chị. Cốt cành là mình khỏi chê ha. Nè. Cây đẹp cây lắm. Rồi thông số luôn, đế là nó chôn ở dưới nghe cô chú anh chị. Hoành nó là 28. 28 hoành. Hoành thân đó là 17 nha. Chiều cao luôn, chiều cao là 32. Cao 32. Kính bầu là 20. Kính bầu 20 nha. Rồi cây mã số D9 em xin giao lưu là 900.000. D9 cây này 900.000 luôn cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo, rồi tiếp theo cây mã số là D10. Cây này cũng nhìn cô chú anh chị ha, nhìn thấy nó cũng khá là quái nha. Rồi thông số luôn, nhìn cái thân nó quá lực luôn cô chú anh chị ơi. 28 hoành. Hoành thân là 16 ha. Cao 40. Kính bầu 22. Kính bầu là 22. Cây D10 em xin giao lưu là 900.000. D10 á, cây này 900.000 luôn cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây D11.
cây cô chú anh chị mình xem cốt cành nó lực thấy ghê luôn ha cô chú anh chị. À, cốt cành là đóng chuẩn cây luôn ha. Rồi thông số luôn em ơi. Quảnh này là 26 hoành. Hoành thân là 15 nha, cái cốt đó đó. Ủa, chiều cao là 32. Cao 32. Kính bầu 18. Kính bầu 18 nha. Rồi cây D11 em xin giao lưu là 800 ngàn. D11 800 ngàn bao ship luôn cô chú anh chị ơi. À, rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo. D12. Cây này lực ghê nha cô chú anh chị. Song thủ ha. Lô này đa số là song thụ không nha cô chú anh chị. À, chơi cặp sừng trâu là quá đẹp luôn. Cốt cành nè. Đế đều ha. Rồi thông số luôn. Hoành 28 hoành. Thăng 19 ha. À, cái cốt bên đó là 16 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 37. Cao 37. Kính bầu 20. Kính bầu 20 nha. Cái mã số D12 em xin giao lưu là 900 ngàn. D12. Cây này 900 ngàn bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây D13. Cặp sừng trâu lắc quá đẹp. Đa số là cây lắc 3D cốt cành đều nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này mình chơi là sông hổ giao duyên được cũng được ha. Hoành là 26. 26 hoành. Hoành thân đây là 18. Hoành thân 18. Bên đây là 14. Đó, 14 nha, một thân 18, một thân 14 nha. Cao 34. Cao 34. Kính bầu 22. Kính bầu 22. Rồi cái D13 em xin giao lưu là 850 ngàn. D13 nha. Cây này 850 ngàn bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Đó, rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo D14. Đó, trực quyền nha cô chú anh chị. Cốt cành rồi cô chú anh chị ơi. Quá đẹp luôn. Cây cũng khá chuẩn cây bonsai á. Đa số là chuẩn cây bonsai không cô chú anh chị. Đế đều đẹp nha. Tại nó giấu ở dưới á. Rồi thông số luôn. Hai mươi chín của anh. Hoành thân ở đây là 18. Hoành thân là 18. Bên thân là 14. Ở bên đây là 14 ha. Thân 18, thân 14 ha. Chiều dài nó là 24. Chiều dài cành bay là 24. Chiều cao là 26. Cao 26 nha cô chú anh chị. Kính bầu 20. Kính bầu 20. Rồi D14 em xin giao lưu là 900 ngàn. D14 900 ngàn luôn cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc luôn. À, rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây D15 ha. Cũng là cây cuối cùng của clip luôn cô chú anh chị ơi. À, bữa nay lên là toàn sừng trâu với sừng trâu cho cô chú anh chị mình lựa nha. Thoải mái luôn. À, cây là đa số là chuẩn bonsai. Đế đều đẹp nha. À, có cốt cành bước 1 hết rồi. Về mình chỉ cần bắt tàn thôi. Mình khỏi giật bước 1 nữa là rất là khỏe rồi. Rồi thông số luôn. Hoành ở đây là 30. 30 hoành. Hoành ở đây là 19. Cốt đó 19 nha cô chú anh chị. Bên đây là 15. Một cốt 19, một cốt 15. Chiều cao là 27. Cao 27. Kính bầu 20. Rồi cây này là D15 em xin giao lưu là 800 ngàn. D15 ha, cũng là cây cuối cùng của clip luôn. 800 ngàn bao ship toàn quốc luôn. Đó, rồi chào cái luôn em ơi.